áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe áp về danh. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang tuần 17 phần nâng cao nhé. Trong phần 17 này thì chúng ta sẽ ôn tập những gì? Bây giờ cô trò mình cùng xem nào. Chúng ta sẽ là củng cố và phát triển những cái bài toán liên quan đến tiếp tục là tỷ số phần trăm, đúng không nào? Và thực hiện các phép tính liên quan đến số đơn phân. Thế bài số 1 nhé, thì cô sẽ có như sau này, cho 3 số và biết số thứ hai bằng 1/4 số thứ nhất và số thứ nhất thì bằng 50% số thứ ba. Và chúng ta biết rằng là tính 3 số đó, tính số thứ ba biết rằng tổng của 3 số đó là 1950. Thế thì chúng ta có tổng rồi mà bây giờ cô trò mình phải làm một bài toán phụ để chúng ta tìm cái tỷ số của 3 số này nhé. Rồi, số 2 bằng 1/4 số 1. Tiếp tục nào, cô lại có là số thứ nhất bằng 50%, tức là bằng 1/2, đúng không nào? 1/2 số thứ 3. Thì các bạn thấy rằng ở đây số thứ nhất được so sánh 2 lần. Lần đầu thì nó là 4 phần, nhưng lần thứ 2 thì nó là 1 phần. Vậy thì cô sẽ đưa cùng về một số phần. Thì cô sẽ đưa như sau, số 2 sẽ là bằng 4/8 số thứ 3. 4/8 số thứ 3. Vậy thì lúc này số thứ nhất 4 phần rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ, à đây là số 1 chứ, số 1 bằng. Vậy thì số thứ nhất là đều là 4 phần rồi. Thế nhìn vào sơ đồ này thì cô thấy là số thứ hai sẽ là 1 phần này. Số thứ hai cô vẽ sơ đồ nhá. Các bạn dễ hình dung 1 phần. Số thứ nhất thì là 4 phần. Còn số thứ 3 sẽ là 8 phần. Và tổng của 3 số này chính là 1950. Thế để tìm được số 3 thì chúng ta phải tìm được là xem là giá trị 1 phần là bao nhiêu. Cô sẽ lấy là số 3 này sẽ bằng là 1950 chia cho tổng số phần bằng nhau. Ở đây là 1 cộng với 4 cộng với 18 rồi nhân với 8, đúng không nào? Chia cho, tức là ở đây có 12 chia cho 13. 1950 chia cho 13 nào, thì 1 đưa 60. 65 mà chia cho 13 thì cô sẽ được 5. Không, nhân với 8 thì cô sẽ được bao nhiêu đây? Không này. 85 40 với 0 nhớ 4 là 1200. 1200 chính là số thứ 3. Chúng ta chuyển sang bài số 2 nhá. Bài số 2 như sau này, Lan có một tấm vải và sau khi chắt 90% tấm vải thì còn lại là 6,2 m. Chúng ta phải tìm xem cái tấm vải là dài bao nhiêu mét. Thế thì cắt 90% thì còn lại bao nhiêu? Còn lại 10%, đúng không nào? 10% ứng với là 6,2 m. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là cả tấm vải dài số mét là, cô lấy 6,2 này chia cho số phần của nó, số phần trăm của nó là 10. Thì bài toán chưa cho 10 nên chúng ta phải lấy 100 trừ 90 rồi nhân đến 100. Thế thì 6,2 mà chia cho 10 thì chúng ta có 0,62, đúng không? 0,62 nhân với 100 thì chúng ta sẽ được là bằng 62 m. Đây chính là chiều dài của tấm vải mà chúng ta cần tìm. Chúng ta chuyển sang bài số 3 nào. Bài số 3 như sau nhé. Chúng ta sẽ có số dân ở hai xã hiện nay. Xã A là 5.000 người, còn xã B là 6.000 người. Người ta hỏi là nếu với mức tăng hàng năm là 2,1% thì sau 1 năm thì số dân ở xã A có tất cả bao nhiêu người. Vậy thì chúng ta phải tính xem là tăng 2,1% tính là tăng bao nhiêu người đã, đúng không? Cô sẽ lấy là 50.000 người này sẽ nhân với 100 cộng với 2,1 rồi chia cho 100%. Thế thì vì là chia cho 100 để chúng ta biết là 1% là bao nhiêu này, sau đó nhân với 2,1 để chúng ta biết là số dân tăng sau 1 năm là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tính được là 105 người, đúng không nào? Vậy thì sau 1 năm xã A sẽ có tất cả là 5.105 người. Cùng với bài B thì cũng với mức tăng dân số như trên thì tính ra sau 1 năm thì xã A và xã B thì có tất cả bao nhiêu người. Xã A chúng ta đã tính sau 1 năm rồi, chúng ta tính xã B tiếp theo. Thì 2,1 của 6.000 thì cô trò mình sẽ tính được bao nhiêu đây? 6.000 này cộng với 2,1 nhân với 6.000
chia cho 100 thì chúng ta sẽ ra được xả B sau 1 năm là bao nhiêu, đúng không? Rồi, thế thì chia 100 thì cô bỏ 10 đi. Thì đây là 21 nhân với 6, 6126 cộng với 6.000 người này nữa thì sẽ được là 6.126 người. Sau mà khi mà chúng ta tính được là sau 1 năm xã A sẽ là có tất cả bao nhiêu người rồi, cô trò mình sẽ cộng cả xã A và xã B lại với nhau thì sẽ có kết quả là bằng bao nhiêu đây? 5.105. Đây là 1 nhớ 1 thì có 3, 2 này, 11. 11.231 người chính là đáp án của bài B. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 4 nhé. Bài số 4 như sau này. Chúng ta sẽ có lúc đầu số lít dầu ở can thứ nhất bằng 40% số dầu ở can thứ hai. Thế thì cô sẽ tóm tắt luôn. Can 1 sẽ bằng 40% can 2. Hay chúng ta đưa về tỷ số là 2/5 can 2, đúng không nào? Can 1 bằng 2/5 can 2. Và người ta đổ 3 lít dầu từ can thứ nhất từ can thứ hai sang can thứ nhất thì số lít dầu ở hai can lúc này sẽ bằng nhau. Thế thì chúng ta biết rồi, khi mà đổ từ can thứ hai sang can thứ nhất thì tổng số lít dầu không đổi, đúng không? Ở đây cô sẽ có được là can 1 này sẽ bằng 2/ trên tổng số 2 cộng 5 bằng 2/7 tổng số lít dầu ở hai can. Thế thì đây là lúc đầu nhé, lúc sau. Lúc sau thì can 1 sẽ bằng can 2. Vậy chia ra can 1 sẽ bằng là 1/2 tổng số dầu 2 can. Hay là tổng số lít dầu đấy. Thế thì chúng ta biết là sự thay đổi giữa can 1 so với tổng số lít dầu lúc đầu thì bằng 2/7, sau là bằng 1/2. Vậy thì nó đã tăng lên, đúng không nào? Nó đã tăng lên, tăng cái lượng số dầu ở can 1 lên, nhưng mà tổng số lít dầu ở hai can thì không đổi. Vậy thì chúng ta sẽ tính được là, vì là chuyển bao nhiêu lít đây? 3 lít, đúng không nào? 3 lít sẽ bằng số phần, tức là bằng bao nhiêu phần tổng số lít dầu. Thì đó là sự thay đổi chênh lệch giữa hai tỷ số này. Cô lấy 1/2 trừ đi 2/7. Cô sẽ được là bằng 3/7. Đây là tổng số lít dầu, đúng không? Bây giờ cô sẽ tìm tổng xem là tổng hai can sẽ có bao nhiêu này. Cô lấy 3 chia cho 3/7 thì đã tính ra được là 7 lít. Cả hai can có 7 lít và chúng ta có tỷ số là 2/5. Vậy thì lúc đầu cả hai can là có bao nhiêu lít dầu chúng ta đã tính được rồi, đúng không nào? Phần đề bài mới yêu cầu chúng ta tính xem là lúc đầu mỗi can có bao nhiêu lít dầu. Thì cô cho mình kết hợp tổng với tỷ số ban đầu là 2/5, chúng ta sẽ tìm được ra mỗi can sẽ có bao nhiêu lít. Chúng ta chuyển sang bài số 5 nhé. Một người bỏ ra 5 triệu đồng để mua một chiếc máy và sau khi sửa chữa xong thì người ta bán lãi được 25%. Chúng ta phải tính xem là số tiền đã bán chiếc máy đó là bao nhiêu. Thế thì vốn bỏ ra là 100% này, tiền lãi là 25%. Vậy thì cái giá mà chúng ta bán được cái máy này là 125%, đúng không nào? Thế để tính được 125% thì cô phải tính 1% là bao nhiêu, bằng cách là cô lấy 5 triệu đồng chia cho 100, sau đó nhân với 125%. Rồi, thế thì chúng ta đã biết cách tính rồi nhá. Thì lời giải của chúng ta như sau: số tiền mà bán chiếc máy đó là, còn phép tính của chúng ta ở đây là sẽ là 5 triệu đồng này chia cho 100 nhân với 125. 125 ở đây các bạn phải ghi rõ cho cô là mở nhân với mở ngoặc ra này là 100 cộng với 25. Thế thì 25% ở đây là bao nhiêu tiền? Là 1.250.000 đồng cộng với 5 triệu đồng thì cô sẽ tính được giá bán một chiếc máy đó chính là 6.125.000. Chúng ta chuyển sang bài số 6 nhé. Bài số 6 là một bài tìm x. Chúng ta ôn tập lại một chút về phép tính của các số thập phân. X nhân với 0.01 thì cho chúng ta bằng 46.702 trừ đi 13.614. Thế thì với bài này
Thì tất nhiên là cô trò mình phải tính theo với bên phải trước rồi đúng không? Cô sẽ có x bằng này, x nhân với 0,01 sẽ bằng kết quả trừ nào? 2 trừ đi 4 thì chúng ta lại mượn 12 trừ đi 4 bằng 8. Nhớ 1 là hình 2 này. 10 trừ 2 bằng 8, nhớ 1 vào đây thì hình 7. 7 trừ 7 bằng 0, đánh dấu phẩy. Rồi, 6 trừ đi 3 bằng 3 và 4 trừ đi 1 cũng bằng 3. Thế thì chúng ta lại tìm x tiếp đúng không nào? X sẽ bằng 33,088 chia cho 0,01. Chia 0,01 chính là nhân với bao nhiêu nhỉ? Chia cho 0,01 tính là chúng ta sẽ nhân. Để cô nhắc lại nhá, chia cho 0,01 chính là nhân với 100 đúng không? Nhân với 100. Nhân với 100 thì chúng ta sẽ dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Cô được kết quả là 3.308,8. Rồi chúng ta chuyển sang là ý B. Về ý B thì cô sẽ viết lại về trái 0,096 chia cho x sẽ bằng này, chia cho 0,01 tức là nhân với 100 thì chúng ta sẽ bằng 48. Thế x ở đây chúng ta lấy 0,096 chia cho 48 thì chúng ta sẽ được 0 này, dư 0, hạ 0 xuống chúng ta lại dư 0 tiếp, đúng không? Rồi hạ 6 chúng ta có 0, hạ 9 chúng ta dư 0 và hạ 6 xuống thì cô sẽ có 2. Vậy chúng ta đã tìm được x rồi đúng không? Là bằng 0,002. Chúng ta chuyển sang bài số 7 nhá. Bài số 7 như sau. Chúng ta sẽ có là trung bình 1 tháng thì một người công nhân sẽ làm được 480 sản phẩm. Tức là đây chúng ta sẽ có năng suất đấy, trong 1 tháng là 480 sản phẩm trên 1 tháng. Đó, do cải tiến kỹ thuật thì năng suất tăng thêm 25%. Thì sẽ hỏi xem 1 tháng thì công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm. Chúng ta biết là ban đầu thì là 180 sản phẩm trên 1 tháng ứng với 100%. Vậy thì tăng 25% lên cộng 25% nữa thì chúng ta sẽ có được là 125%. Đây chính là số sản phẩm sau 1 tháng công nhân làm đúng không nào? Chúng ta biết là tăng 25% tức là tăng 1/4 của 100%. Vậy thì cô chỉ việc lấy là gì nhỉ? 180 chia 4 thôi thì cô sẽ được là 120 sản phẩm. Vậy thì sau 1 tháng tăng năng suất thì số sản phẩm mà cô công nhân làm trong 1 tháng chính là tổng của 480 cộng với 120 thì bằng là, đây là sản phẩm đúng không nào? Nghĩa là 600 sản phẩm. Chúng ta chuyển sang bài số 8 nhé. Bài số 8 của chúng ta đề bài như sau này. Buổi sáng thì mẹ An đem thóc ra phơi và chiều thu lại được là 117,8 kg và tính ra thì đã hao mất 5%. Vậy thì mẹ An đã đem phơi ra bao nhiêu kg thóc? Chúng ta biết là coi mà số thóc ban đầu đem ra phơi là 100%, sau khi hao hụt 5% thì sẽ còn là 95% đúng không nào? 95% ứng với là 117,8 kia. Vậy thì để tính xem là bao nhiêu kg thóc thì phép tính của chúng ta sẽ là lấy 117,8 này chia cho 100 trừ cho 5% để chúng ta tính xem 100% là bao nhiêu, rồi nhân với 100 thì cô ra là 124 kg. Chúng ta chuyển sang bài số 9 nào. Bài số 9 như sau. Một cửa hàng định giá mua thì sẽ bằng 75% giá bán. Và nếu một cửa hàng mua một mặt hàng với giá là 4.500.000 đồng thì hỏi xem là giá bán mặt hàng đó là bao nhiêu. Chúng ta biết là chúng ta dễ hình dung như thế này này. 70% mà khi mà cô đưa ra tỷ số là 3/4 đúng không nào? Có nghĩa là giá mua 3 phần thì giá bán sẽ là 4 phần. Vậy thì chúng ta đã biết là giá mua là 4.500.000 đồng rồi. Thì chúng ta tìm giá bán bằng cách là lấy 4.500.000 đồng chia cho 75% hay là chia cho 3/4 đúng không ạ? Để chúng ta tính được 1% là bao nhiêu. Và chúng ta tính được là 100% tính là giá bán là bao nhiêu đúng không? Vậy thì chúng ta trả lời là giá bán của mặt hàng đó là lấy 4.500.000 đồng chia cho 75% thì chúng ta sẽ tính được là 6.000.000 đồng. Chúng ta chuyển sang bài số 10 nhé. Bài số 10 thì bài rất là khá là hay các bạn ạ. Một cửa hàng bán lương thực đã bán được là 20% số gạo trong kho. Thế thì bán được 20% tức là bán được 1/5 đúng không nào? Vậy thì cô giả sử như số gạo trong kho sẽ là 5 phần này. Bán được là bao nhiêu rồi?
bán được là 20%, chính là bán được 1/5. Và bán đi 1/5 này thì số còn lại sẽ là bằng bao nhiêu đấy? Số còn lại sẽ là 80%, đúng không nào? Vậy thì số gạo còn lại đây chúng ta sẽ chia thành bao nhiêu phần đây nhỉ? Số gạo lại là 4 phần. Vậy thì chúng ta phải tăng 4 phần này là số gạo lúc sau. Vậy thì chúng ta cần phải cộng thêm bao nhiêu phần trăm nữa, đúng không? Nhập thêm bao nhiêu phần trăm số gạo còn lại nữa để chúng ta được số gạo ban đầu. Tức là chúng ta thêm phần này vào, đúng không? Thêm phần này vào. Thì cô minh họa lại bằng phấn màu cho nó dễ nhé. Đây, chúng ta cần phải thêm phần này nữa. Thì chúng ta biết là số gạo lúc sau là bằng 4 phần này thì mỗi phần sẽ là 25%, đúng không? 25%. Vậy thì chúng ta cần phải cộng thêm 25%, đúng không? Cộng thêm 25% số gạo còn lại trong kho nữa thì để được là số gạo bằng số gạo ban đầu. Vậy là cô trò mình đã làm xong 10 bài tập trong phần bài tập luyện tập tuần 17 phần nâng cao rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.